Hi, xin chào tất cả anh em. Thì hôm nay quay trở lại, mình sẽ có một số ít đồ nghề mình lên sóng cho anh em nào. Anh em đam mê đồ nghề thì anh em xem có món nào thì liên hệ với mình ha. Đầu tiên thì đó là một cây thước dây 50m của hãng Tamiya, hãng gì mình cũng không nhớ nữa. Nhưng đây cái này là của Trung Quốc xuất nhập nha anh em. Đó, đây nè, dây trong này dây ni lông vẫn ở đây, của Tajima, đúng rồi đây này. Đó, cái này dây bằng ni lông nha anh em. Cái này là của hãng Tamiya, đặt nhà máy ở Trung Quốc và sản xuất qua Nhật, dây còn rất là đẹp. Đây anh em có thể thấy. Đó, dài cuộn này là 50m. Đó, thì giá của cuộn này mình bán giá là 550.000. Rồi, tiếp theo cái món số 2 là một cây kìm mỏ lết răng của Top. Cây kìm này thì nó dài, để mình đo cái chiều dài cho anh em xem. Cây kìm răng này thì chiều dài nó tới 37 luôn. 37. Đây là cái nghèm tự động của nó nha. Độ mở của nó là từ 13 ly nè cho tới 1/2 inch. À, tầm khoảng 40 á, từ 13 ly cho tới khoảng tầm 40, đúng rồi. Đây mình sẽ mở cái này ra. Cái này thì khi mà anh em muốn xài, anh em đẩy cái này và đẩy cái cần này lên, nó là dạng tự động ha. Đó nó tới chiều hàm của nó thì tới 50 mấy, nhưng mà mình tính 50 thôi. Đó, răng còn rất là đẹp nha. Cái này mình chưa có chà rửa, chưa có vệ sinh, răng nó không có dập, còn gần như nguyên vẹn, rất là đẹp. Đó, anh em có thể thấy cái răng đó liền là đó. Cái này thì nó xài tự động nha. Ví dụ như anh em ấn ra tới đây, kích cỡ con ốc bao nhiêu thì nó sẽ tính tới bấy nhiêu. Đó, cái này thì tại vì mình chưa có vô dầu đó, nên là anh em về vô dầu mở đi, mình chỉ chưa có vệ sinh thôi. Cái này một chiều nên anh em muốn xài, anh em ấn nó vậy kéo qua đó. Cây này có giá là 450.000 nha anh em. Cây này trợ lực dạng tự động, cầm thế rất là chắc ha. Rồi tiếp theo món số 3 là một cái cây mỏ hàng 100V 60W. Cây này mình đã test rồi, nóng rất là nhanh, giá của nó là 200.000. tại vì đây mình cắm điện nó lâu quá nên là mình không mới, nhưng mà mình bảo đảm cho anh em luôn là hàng hoạt động ok đầy đủ. Đây, 100V 60W, mình nhắc lại, đồ điện của Nhật chỉ 100V thôi nha. Anh em nào về cắm nhầm điện mình không chịu trách nhiệm. Rồi, tiếp theo món số 4 là một cây kìm này, kìm mini. Kìm này dài có 10 thôi, 11 thôi, của Pakistan. Đây, cây kìm này anh em có thể thấy made in Pakistan đây. Đó, nó hơi bị chói sáng. Đó, đây anh em có thể thấy. Đó, kìm này thì mỏ nó cong như vậy, rất là đẹp, nguyên, gần như chưa sử dụng. Cái này có trợ lực, và đây là một cái bấm số của hãng chắc mát hay gì đó, nhưng mà của Nhật. Thì đây là đang là số 0 ha. Cái này để cho anh em đếm số, cái này là bộ đếm số. Đó. Cái này thì mình về mò nè, về không lại hết nè. Đó, hoạt động rất là tốt, cầm rất là cứng cáp ha. Rồi, hai cái này mình bán giá là 180.000, chưa bao gồm phí ship. Rồi, tiếp theo hai món này tại sao mình bán rẻ 150.000. Cái thứ nhất là thằng này nó có một cái lưỡi sơ cua. Đây là cái cắt ống đồng của Mỹ nha. Đây, của Mỹ nha anh em. Của Mỹ đang về. Đằng này nó có một cái lưỡi với cái lưỡi sơ cua thì nó đã mất rồi, nên là mình chỉ còn có một lưỡi này thôi thì mình bán rẻ luôn. Đó, cắt được ống 27, 30 độ xuống. Rồi đây là một cái lê ống khi mà anh em cắt xong á. Cái này của hãng Echo. Còn đây là cái mà lê ống khi mà anh em cắt xong á. Ví dụ cái ống này, anh em sẽ chụp vô và anh em lê thì cái này nó sẽ làm sạch cái đầu ống, nó không có bị bay vớ. Thì hai cái này mình bán gần như là thanh lý luôn á, giá là 150.000 cho hai món, chưa bao gồm phí ship. Thì anh em nào thấy vào việc thì mua. Nếu nhất là mấy anh em hay làm điện lạnh á, cắt ống đồng với cái này là ra lỗ nó ra cho nó hết bay vớ. Tiếp theo một cái mỏ hàng của hãng Sure.
Mỏ hàng này thì điện 100V công suất 140W. Ở đây mình nói luôn là cái công tắc của Nhật thì nó đã bị hư bẹ rồi, nên là mình lấy một cái công tắc của Đài Loan, công tắc loại tốt của Đài Loan, mình thế vào ha. Đó đây, mình làm rất là kỹ nên anh em yên tâm về chỉ cắm điện sử dụng thôi. Đó, cái này mặc dù 140W nhưng mà nó làm cái thân y như mấy thằng 300W vậy, nên nó rất là nóng. Đây nè, đây mình đã thử rồi chạy chì. Anh em có thể nhìn thấy cái đầu chì 150W, 40W nó to hơn ngón tay cái mình đó. Cái này thì điện 100V nha, rất là nóng. Mình đã test rồi. Rồi cái này có giá là 400.000. Rồi tiếp đến món số 7 là một cái búa, một cặp búa cao su của hãng Vietcell. Đây, có chiều dài là 29cm đó, đường chiều rộng của cái đầu búa là 3 ha, còn khá là đẹp. Đây anh em có thể đó. Cái này thì mình bán một cặp luôn nha anh em, cặp lớn cặp nhỏ, thì cặp nhỏ này đường kính nó là 22cm đó, cũng chiều dài 28-29 luôn đó. Mình cái này mình bán một cặp 2 cây, giá là 300.000, còn rất là đẹp, dành cho anh em nào làm da hoặc là gõ những cái đồ mà không muốn nó bị chày, ví dụ như lốc máy này kia. Tiếp theo đây là một cây đèn pin, đèn pin này của Đài Loan xuất ra thị trường Nhật, người dân đi xe đạp. Cái này thì nó có cái cao su này chống sốc nè, chống nước dây ở đây, thì cái đồ mát treo ở đây nó bị đứt rồi đó, anh em thấy không đó, nó xài hai pin của Việt, hai pin tiểu của Việt Nam, hai pin con ngó đó. Đợi mình một xíu. Ở đây nó xài 3 bóng led nha anh em, 3 bóng led đó, anh em có thể thấy bóng led. Đây mình sẽ chiếu cho anh em, đèn này nó sáng tạm được á, cũng ổn đó. Đó rồi, để mình vào phòng tối mình thử. Đây thì đây mình sẽ thử cái đèn pin cho anh em xem, nó sáng cũng ra gì lắm nha. Đó, đây mình sẽ bấm tắt nè. Đó, đây là một cái kho của công ty mình. Đó. Rất là khá là sáng. Đó. Rồi, xin cảm ơn tất cả anh em và hẹn gặp lại.